Vâng, thưa các bạn, những giờ phút cuối cùng, chỉ còn vài tiếng nữa thôi là chúng ta sẽ bước sang năm mới. Vâng, mọi người đang cố chọn cho mình những cây quất mini đồng giá 100.000. Con cảm ơn chưa? Chưa giảm, dám đi về à? Vâng, mọi người đang cố chọn cho mình một cây quất mini ưng ý. Vâng, 400.000 một cây quất. Vâng, một cây khá lớn. Cây này chiều cao và đến là vầng 2m7 đó. Vâng, một cây đài này giá 450.000. Vâng, bây giờ lúc này còn khá nhiều quất ở trong khu vực này. Bao nhiêu chị? Vâng, một cây quất dáng thế giá trung bình là 250.000. Vâng, một cây quất giá 90.000 ạ. Rất là xinh xắn. Vâng, giờ phút này họ còn khá nhiều những cây quất tầm trung và mini. Vâng, họ bán đồng giá 100.000 những cây quất này. Vâng, rất nhiều sự lựa chọn ở khu vực này. Vâng, gia đình này chơi 2 cây luôn. Mua 2 cây luôn à?